Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với VTD Channel. Như thường lệ mình là Duy, thì các bạn đang xem chuỗi series tự học làm web bằng WordPress cơ bản của VTD Channel. Thì trong cái video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn các cái thiết lập cơ bản ở trong WordPress. Thì tại sao cái phần này đúng ra là mình nên nói đầu tiên khi mà các bạn cài đặt xong WordPress rồi chúng ta sẽ vào chúng ta chỉnh sửa những cái thiết lập cơ bản ngay từ ban đầu. Tuy nhiên là tại sao mình lại đưa tới giờ này mình mới đưa cái nội dung này vào? Tại vì chúng ta là người mới bắt đầu với WordPress và cái mục đích của mình đặt ra trong cái bài giảng cũng như là cái mục đích mình muốn với mọi người là làm sao để mà chúng ta giữ được cái động lực đối với WordPress khi mà chúng ta tìm hiểu một cái thứ gì đó mới. Thì do vậy mà các bạn cần là cần thấy ngay những cái giá trị trước mắt, tức là những cái gì mà mình làm được nó hiển thị ngay trước mắt mình thì mình mới hứng thú và mình mới tiếp tục mình học nữa ha. Cho nên là cái phần thiết lập cơ bản này nó chỉ là cái phần cấu hình bên trong thôi chứ nó không có hiển thị ra cái giao diện bên ngoài. Cho nên là mình đưa xuống cái nội dung cuối cùng này để mà mình hướng dẫn cho các bạn. Còn những cái video đầu tiên là khi mà mới vừa cài đặt xong á là nó hiện ra cái giao diện mặc định của WordPress, thì cái giao diện nó xấu quá, cho nên là để mà tạo động lực cho các bạn cảm thấy là cái giao diện này xấu quá, bây giờ làm sao cho nó đẹp hơn, thì mình hướng dẫn ngay cái bước là thay đổi giao diện đầu tiên, rồi từ 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 tới cuối cùng giờ này mình mới mới hướng dẫn các bạn là các cái thiết lập cơ bản ha. Thì cái thiết lập cơ bản thì nó rất là dễ thôi. Bây giờ các bạn hãy nhìn trên màn hình đi, mình sẽ bắt đầu thao tác để cho mọi người hình dung. Rồi, các bạn sẽ truy cập vào cái đường dẫn web của mình. Nếu ai dùng SAM thì các bạn truy cập là localhost 2.8080 WordPress như những video trước. Nếu ai dùng hosting, tức là các bạn cài WordPress trên hosting, thì các bạn truy cập cái tên miền của các bạn ở đây ha, thì nó sẽ ra cái giao diện như trên màn hình. Đây mình đã có hướng dẫn các bạn ở những video trước rồi. Rồi bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ truy cập cái trang admin bằng cách là các bạn thêm chữ admin ở trên phần diện. Rồi, bây giờ các bạn sẽ rê chuột vào cái phần cài đặt, chúng ta chọn là tổng quan. Đây, cái phần tổng quan các bạn thấy trên màn hình này. Thứ nhất là tên website. Tên website là khi mà các bạn cài đặt á, WordPress, mình đã hướng dẫn các bạn nhập tên website rồi. Tuy nhiên là tới cái thời điểm này, nếu mà các bạn cảm thấy cái tên mà nhập chưa đúng thì các bạn có thể sửa ở đây. Các bạn có thể đổi lại là ví dụ như mình đang là VTD Channel, các bạn có thể đổi mình có thể đổi lại là thành Võ Thanh Duy Blog hay là tự học WordPress gì đó vân vân ha. Nhưng mà mình vẫn giữ nguyên ở đây nha. Rồi khẩu hiệu tức là cái slogan. Thì trong cái video mà hướng dẫn các bạn chỉnh sửa giao diện khi mà các bạn thay giao diện mới á, thì cũng có hướng dẫn rồi. Thì ở đây mình có thể mình chỉnh sửa cái slogan ở đây. Rồi tiếp theo là cái địa chỉ WordPress và địa chỉ trang web. Thì hai cái địa chỉ này á, các bạn tuyệt đối không được đụng tới hai cái chỗ này. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta cài đặt WordPress lần đầu tiên rồi thì cái chỗ này nó tự động nó điền cho chúng ta. Mà khi các bạn cài đặt WordPress trên hosting cũng vậy, các bạn cài đặt thì nó yêu cầu các bạn là nhập những cái thông tin cơ bản. Rồi thì khi mà các bạn cài trên hosting thì ở đây nó sẽ hiện là hai cái tên miền, tức là cái tên miền website của các bạn á. Cho nên chỗ này khuyên các bạn là đừng đừng đụng chạm đến tới chỗ này. Rồi tiếp theo là cái địa chỉ email. Xin lỗi các bạn. Tiếp theo là cái địa chỉ email. Địa chỉ email thì trong lúc cài đặt WordPress cũng yêu cầu nhập rồi. Ở đây nếu mà các bạn muốn đổi thành địa chỉ email khác thì các bạn có thể nhập cái địa chỉ email mới của mình vô đây. Tuy nhiên là lưu ý các bạn nha, mình đang sử dụng là localhost trên SAM. Mà localhost trên SAM thì như mình nói ở những video trước rồi, nó không gửi mail cho cái địa chỉ email của bạn, cho nên là khi mà nhập địa chỉ mới á thì nó không có thay đổi thành cái địa chỉ mới liền ngay lập tức, mà nó sẽ gửi một cái email xác nhận vô cái địa chỉ email hiện tại, tức là nó gửi vô cái địa chỉ email là duy.võ@outlook.com. Thì lúc đó cái người mà giữ cái tài khoản email này nè, tức là mình á, mình sẽ xác nhận là ok hay không là không ok. Nếu mà ok thì nó mới chuyển qua email mới, còn nếu mà không ok thì nó vẫn là email cũ, các bạn lưu ý. Thì cái bước này chỉ trên hosting nó mới hoạt động thôi, trên localhost nó không hoạt động. Các bạn đừng cứ chỉnh ở đây nha.
Và nếu các bạn chỉnh ở đây thì nó cũng vô nghĩa thôi, nó không có thay đổi được đâu. Rồi thành viên, về phần thành viên thì cái mặc định là bỏ chọn cái chỗ mà ai có thể đăng, ai cũng có thể đăng ký. Tức là mặc định là không có cho thành viên đăng ký ha, chỉ có một mình bạn là admin thôi, không có cho thành viên nào đăng ký hết. Và vai trò của thành viên mới thì cái tính năng, cái phần này nó liên quan đến cái phần thành viên ở trên. Nếu mà bạn không chọn ở trên rồi thì dưới cái phần này nó vô nghĩa luôn, tại vì đâu có ai đăng ký đâu mà chọn vai trò là cái gì, đúng không? Rồi ngôn ngữ của trang, ngôn ngữ của trang thì tiếng Việt. Như lúc mà mình cài đặt WordPress lần đầu tiên thì mình chọn tiếng Việt rồi, thì bây giờ nó vẫn là tiếng Việt. Các bạn nếu có thích chuyển sang ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Anh thì mình chọn tiếng Anh đây, hoặc là các bạn dùng những cái ngôn ngữ của các nước khác thì các bạn có thể chọn ở đây. Thì WordPress hiện tại cho tới thời điểm hiện tại nó đã hỗ trợ trên 46 ngôn ngữ trên toàn thế giới, các bạn có thể chọn ha. Nhưng mà khuyên các bạn là mình vẫn để tiếng Việt nha, tại vì vì cái video series của mình nó hướng dẫn là bằng tiếng Việt thôi, các bạn nên để tiếng Việt để mà chúng ta học cho nó đồng nhất với nhau và mình cũng dễ nói chuyện hơn. Rồi múi giờ ở đây, múi giờ ở đây thì các bạn chọn là UTC cộng 7 giúp mình nha. Múi giờ là Bangkok, Hà Nội, Jakarta, tức là UTC cộng 7. Rồi tiếp theo là định dạng ngày tháng. Định dạng ngày tháng là hiện tại mặc định là đang là 2 tháng 12 2018. Các bạn có thể chọn cái định dạng ngày tháng mà theo cái mà thông thường mình hay sử dụng đó, tức là month rồi xuyệt day xuyệt year đó. Tức là nè, các bạn chọn nè cái này đi, đó là D xuyệt M xuyệt Y in hoa, Y dài in hoa, đó là 02 xuyệt 12 xuyệt 2018. Rồi định dạng thời gian, định dạng thời gian thì các bạn có thể chọn, một là chọn theo kiểu này, tức là 2 giờ 48 phút sáng, hoặc là chọn theo cái kiểu là 24 giờ á, thì khi mà tới 12 giờ xong rồi cái 1 giờ á, thì là nó sẽ là 13 giờ 14 15 16 17 18 19 20 cho tới 24 ha. Còn nếu mà cái option, cái phần mà ngay con trỏ chuột của mình nè, 2 giờ 48 phút, thì cái này là nó không có sáng hay chiều, nó chỉ ghi chung chung vậy thôi. Đó là 24 giờ đó các bạn. Còn ở trên này là nó có sáng chiều, cái này là sáng, là chữ sáng, chữ S viết thường nè, còn cái này là S viết hoa nè. Các bạn có thể chọn để mà mình thử nghiệm ha, mình tìm hiểu coi nó là như thế nào, hoặc là các bạn bấm vô cái chỗ là tài liệu về định dạng ngày giờ của WordPress, nó hướng dẫn cho các bạn chúng ta đọc thêm chỗ này. Rồi thì cái phần này mình để mặc định đi, tại vì mình không có quan tâm quá nhiều với thời gian nó hệ thống hiển thị như thế nào, mình cứ để mặc định. Rồi tuần bắt đầu vào ngày thứ hai là đúng rồi ha, một tuần có 7 ngày thì ngày làm việc là ngày thứ hai đầu tuần, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm cái nút là lưu thay đổi. Rồi tới cái phần viết. Cái phần viết này là mình ít khi nào mình đụng vô lắm, cho nên là thôi các bạn cũng không cần thiết phải đụng vô đây đâu. Chúng ta cũng không cần thiết qua phần nâng cao, nếu mà có đụng vô cái phần này thì mình sẽ nói trong những cái video nâng cao. Tại vì ở đây các bạn nhìn là nó có một số cái thiết lập cho cái việc mà đăng bài qua email. Việc đăng bài qua email thực sự mà nói thì nó vô cùng là dở. Tại sao chúng ta không đăng bài trong admin để mà chúng ta tận dụng được tất cả những cái tính năng của WordPress, mà tự nhiên chúng ta đăng bài qua email để làm gì, đúng không? Đăng bài qua email thì các bạn chỉ có nhập được tiêu đề, các bạn chỉ nhập được nội dung thôi, chứ đâu có nhập được tag, chứ đâu có chọn được chuyên mục, chứ đâu có chọn được cái ảnh đại diện của bài viết đâu. Cho nên là cái tính năng này hầu như là chả bao giờ sử dụng. Thực tế là từ trước tới giờ mình chưa bao giờ mình sử dụng cái tính năng này, mặc dù mình đã có nghiên cứu qua rồi nhưng mà không bao giờ sử dụng hết. Rồi cái tùy chọn viết bài nữa, tùy chọn viết bài thì cái này thông thường á, ví dụ như bạn viết một cái bài nào đó mà bạn quên chọn chuyên mục, thì cái mặc định WordPress nó sẽ tự động nó đưa vô một cái chuyên mục mặc định của nó là chưa được phân loại. Thì cái này bình thường là đúng rồi, tại vì mình nên đưa vô đây để mà mình vô mình thấy à cái bài này mình quên chọn chuyên mục, nó đang nằm trong cái chuyên mục chưa được phân loại nè. Đó thì mình thấy vậy mình mới vô cái chuyên mục đó, mình chọn cái bài đó rồi mình mới đổi thành cái chuyên mục khác. Nếu mà các bạn muốn cái mặc định chuyên mục không phải là thằng chưa được phân loại, mà thằng nào đó những cái chuyên mục mà bạn tạo ra, thì bạn có thể chọn ở đây.
ha. Còn chỗ này thì mình vẫn để mặc định thôi, tại vì chỗ này nó không có cần thiết với mình. Rồi định dạng bài viết mặc định là định dạng chuẩn là đúng rồi. Chuẩn có nghĩa là định dạng standard, là cái định dạng dành cho bài viết của WordPress nó cung cấp, mặc định các bạn để mặc định thôi. Còn những cái định dạng khác thì ở trong cái phần mà tạo bài viết mới á, mình nhớ ở trong cái video video số mấy á, số 6, số 7 hay là số 5, 6, 7 gì đó, mình có hướng dẫn các bạn là tạo bài viết mới và chúng ta đăng lên website á, thì có cái phần cái cột ở bên tay phải chọn định dạng đây, để mình mở ra cho các bạn xem để mà hình dung rõ hơn. Đây các bạn thấy nè, mình đang ở cái trang là thêm bài viết nha. Rồi các bạn thấy nè, ai định dạng nè, đó những cái định dạng này nè, thì mặc định nó là chuẩn rồi, mình không có chọn gì hết, chỗ này mình cũng không đụng chạm gì luôn. Các bạn có thể chọn để mà chúng ta thử nghiệm, ví dụ như các bạn có thể chọn là đứng riêng, rồi xong rồi các bạn đăng nội dung đó, các bạn bấm xem thử coi là cái giao diện nó như thế nào ha. Mỗi cái định dạng thì nó cái cách hiển thị nội dung nó khác nhau, cho nên là các bạn nên thử cái chỗ này, mình sẽ không nói sâu hơn ha. Rồi tiếp theo chúng ta bấm vô cái phần đọc. Rồi chúng ta thấy là phần đọc nè, tùy chọn hiển thị các bạn thấy nè, ở đây nè bố cục trang chủ. Thì bố cục trang chủ tức là cái trang website chính của mình á. Đây, trang chủ là cái trang này nè các bạn. Đó. Rồi bố cục trang chủ, cái option đầu tiên, cái lựa chọn đầu tiên là bài viết mới nhất. Tức là sao? Khi mà các bạn đăng bài viết mới lên thì nó tự động nó chèn vô cái bài đầu tiên. À, tự động nó chèn thêm vô trên cái bài này. Đó, cái bài hiện tại các bạn thấy là bài này là bài mới nhất nè. Nhưng mà bây giờ mình viết thêm một cái bài nữa thì nó sẽ nằm ở trên đây. Đó, thì nó đẩy cái bài này xuống dưới. Đó, ha. Rồi. Một trang tỉnh chọn như đây, thì cái phần mà cái chỗ mà bố cục trang chủ, nếu mà các bạn chọn trang tỉnh á, thì cái phần này á là dành cho những cái giao diện mà nó yêu cầu các bạn là phải chọn trang tỉnh. Tức là những cái giao diện ví dụ như là giao diện bán hàng thì nó không phải là bài viết rồi. Trang chủ nó không phải là bài viết mà trang chủ nó là sản phẩm, hiển thị sản phẩm, rồi hiển thị quảng cáo, rồi hiển thị những cái thông tin sản phẩm, rồi menu này nọ các kiểu, chứ không phải là dạng như blog nữa. Cho nên là các bạn những cái giao diện mà về bán hàng hay là về tin tức gì đó mà nó phức tạp hơn, nó tùy biến nhiều hơn, thì các bạn chọn đây cái trên này thì khi mà các bạn sử dụng một cái giao diện nào đó bất kỳ á, thì nó đều có hướng dẫn này hết, cho nên mình cứ làm theo hướng dẫn thôi ha. Còn mặc định thì đừng có chọn gì ở đây hết, nó hiển thị nó sẽ bị sai. Rồi hiển thị nhiều nhất là 10 bài, hiện nay mình giữ nguyên luôn. Tức là sao? 10 bài là ngoài trang chủ các bạn muốn hiển thị trang 1 là mấy bài? Trang 1 10 bài là mặc định. Ví dụ các bạn muốn trang 1 nó hiển thị 5 bài thôi, bài thứ 6 nó sẽ bấm qua trang 2, thì các bạn ở đây các bạn nhập số 5. Các bạn hiểu không? Tức là trang 1 5 bài, còn mặc định của nó là trang 1 10 bài. Thì qua bài số 11 nó mới qua trang 2. Đó, rồi. Số bài viết trong RSS. Số bài viết trong RSS thì cái này mặc định nó là 11, mình cũng để nguyên luôn, mình cũng không cần thì chỉnh cái này chi. Rồi tiếp theo là với mỗi bài trong RSS thì hiển thị đầy đủ hoặc là hiển thị tóm tắt. Cái này để mặc định luôn. Thì cái RSS á, là mục đích á, là để mà thu thập dữ liệu thôi, chứ mình ít khi nào đụng tới RSS, mà hầu như là cũng chả bao giờ đụng nữa, trừ khi các bạn đi đi copy nội dung của người khác á, bằng cái tool, bằng cái công cụ gì đó thì nó sẽ đọc cái RSS của mình ha, hoặc là đọc RSS của trang web người ta, thì cái chỗ này á, lúc đó thì mình có thể mình tính tiếp. Còn cái này hiện tại thì không sử dụng gì nên mình bỏ qua cái chỗ này. Rồi tương tác với công cụ tìm kiếm. Cái này là các bạn nhớ cái chỗ này không? Ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ một website này. Các bạn nhớ cái dòng này. Các bạn nhớ này, cái dòng này nằm ở đâu trong cái video cài đặt WordPress chưa? Đó, trong video cài đặt WordPress nó có cái dòng này và mặc định là nó bỏ check. Các bạn nhớ không? Tức là nếu mà chúng ta check vô, chúng ta chọn là ngăn chặn công cụ tìm kiếm, thì Google nó sẽ không thể nào mà nó vô nó đọc cái website của bạn, nó không có thể đọc được dữ liệu website của bạn. Cho nên là các bạn sẽ không thể nào mà lên top Google hoặc là không thể nào hiển thị trên cái kết quả tìm kiếm Google. Các bạn lưu ý cái chỗ này nha. Tuyệt đối không bao giờ được chọn vào cái nút này. Không bao giờ được chọn vào cái nút này nếu các bạn làm website. Còn nếu chúng ta làm website chơi chơi thôi thì khỏi chọn luôn cũng được. Google nó có vô, nó index thì kệ nó. Tại vì chúng ta làm chơi thôi mà, có gì đâu. Rồi tiếp tục mình bấm vào cái phần thảo luận.
Đây, cái phần thảo luận này thì mặc định là nó đã cấu hình cho các bạn rồi. Mặc định là nó đã cấu hình, WordPress nó cấu hình mặc định rồi. Những cái phần này á, về nâng cao thì mình sẽ chọn nhiều, còn về cơ bản á là mình cũng không cần thiết, mình vô đây luôn. Các bạn lưu ý ha, vào đề này, phần thảo luận này nó là bằng tiếng Việt. Các bạn có thể đọc sơ qua để mà chúng ta biết thêm thông tin. Rồi tiếp theo là cái phần thư viện. Cái phần thư viện thì trong cái khóa cơ bản này mình không có nói về phần thư viện, tại vì á nó không cần thiết đối với website mà tin tức hoặc thư viện, nó không cần thiết. Cái phần thư viện này á, các cái thiết lập mà về chiều rộng và chiều cao của bức hình nó như thế nào thì mặc định WordPress nó cho chúng ta rồi, nó cấu hình sẵn rồi. Nhưng mà đối với website bán hàng á, thì là mình phải chỉnh sửa lại, hoặc là mình sẽ thay đổi một số cái thiết lập về thư viện. Khi mà các bạn đăng hình lên thì nó sẽ thay đổi một số cái kích thước của cái hình các bạn đăng, thì đối với bán hàng mới cần thiết, còn web tin tức là cũng không bao giờ đụng vô phần này, cho nên phần này mình cũng bỏ qua luôn, mình cứ để mặc định như WordPress nó đề xuất cho chúng ta nha. Rồi tiếp theo là cái phần đường dẫn tỉnh. Đường dẫn tỉnh, cái phần này là phần quan trọng nè các bạn. Bây giờ phần đường dẫn tỉnh này mình sẽ nói nó có liên quan rất là nhiều về cái vấn đề là SEO. Nó có liên quan nhiều cái vấn đề là SEO, tức là sao? Search Engine Optimization, tức là tiếng Việt nó là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Bộ máy tìm kiếm, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm thì nó sẽ đúng hơn. Thì cái phần này mình sẽ có một series về SEO cơ bản. Cái SEO là gì thì các bạn chỉ cần biết là chúng ta tối ưu cái website của mình làm sao mà Google nó đưa lên top nhanh hơn và giữ top lâu hơn. Rồi các bạn chỉ cần nhớ như vậy thôi là đủ. Thì cái phần này á, mình sẽ chọn là cái phần tùy biến. Thường là mình sẽ chọn là tùy biến và các bạn bỏ đi cái năm, cái tháng và cái ngày, chúng ta chỉ chừa lại cái post name là đủ ha. Thông thường là mình sẽ như làm như này, hoặc là ở đây có thể là các bạn thêm một cái chuyên mục nữa là category. Đó thì category là chuyên mục nè, xong rồi tới tên bài viết đó, thường là như vậy. Còn bình thường thì đối với mình thì mình chỉ để là post name luôn, mình không cần phải chuyên mục. Thì bây giờ khoan, trước khi mà mình lưu lại thì đây mình mở ra cái trang chủ của mình cho các bạn xem nha. Đây đây là cái trang web của mình hiện tại. Rồi bây giờ các bạn nào bấm vô một cái bài viết bất kỳ đi thì các bạn sẽ thấy nè, cái đường dẫn đây là cái phần mà đường dẫn website của mình đúng không? Xong tiếp đến là năm nè, rồi xuyệt cái là tới tháng nè, rồi xuyệt một cái là 01 là ngày nè, xong rồi xuyệt một cái thì cái mớ dưới này nó mới là cái tên bài viết. Nhưng mà các bạn thấy là tự nhiên nó rất là dài, bởi vì sao? Nó có ngày tháng năm trong này, nó rất là dài, mình không cần thiết. Bây giờ mình chỉ cần là xuyệt một cái là tên bài viết luôn, không cần phải năm tháng ngày gì cả ha. Bây giờ mình thử mình bấm lưu lại đi, mình sẽ ra ngoài cho các bạn xem. Bây giờ các bạn sẽ enter lại một cái đó, thì cái lúc này là nó đã thay đổi cái đường dẫn rồi, cho nên là WordPress nó sẽ thông báo là không tìm thấy trang này. Bây giờ các bạn bấm ra ngoài trang chủ đi, rồi chúng ta chọn lại cái bài viết đầu tiên. Đây các bạn thấy nè, cái đường dẫn nó đã được tối ưu hóa lại rồi ha, nó không còn dài lằng ngoằng như trước nữa, mà bây giờ nó chỉ có cái này thôi. Thứ nhất là tên đường dẫn website của bạn, cái thứ hai là tên bài viết. Xong xong rồi ha, y chang như thiết lập trong này luôn. Rồi rồi tiếp theo mình qua cái phần cuối cùng là phần quyền riêng tư. Quyền riêng tư là gì? Chính sách bảo mật. Cái phần này là mới được thêm vào WordPress ở những cái phiên bản cách đây, phiên bản vài chấm á, tức là mới được đưa vô version vài chấm trước đây thôi, còn trước đó nữa thì nó chưa có phần này.
Thì cái chính sách bảo mật nó liên quan những cái vấn đề về bảo mật thông tin cũng như là bảo mật cái nội dung bài viết hay là cái chính sách mà các bạn tự định nghĩa ra. Thế này nó tuân thủ theo cái luật quốc tế. Ở Việt Nam thì một số cái nội dung cái chính sách này thì hiện tại ở Việt Nam nó chưa có gọi là quá quá phổ biến, và nó thật sự là nó chưa có hiệu lực pháp lý. Nói chung là theo như mình biết là nó chưa có hiệu quả lắm ở Việt Nam. Nhưng mà bên nước ngoài, các bạn lưu ý, ở bên nước ngoài cái chính sách bảo mật, tức là cái policy của nó đó, nó cực kỳ quan trọng luôn. Một cái website, dù website tin tức hay là một cái blog, kể cả blog mà đăng tin gì đó bài bạ gì đó, thì nó cũng phải có cái chính sách bảo mật nha, các bạn lưu ý. Thì các bạn có thể đọc thêm phần này, còn cái chỗ này thì là mình cũng không có đi quá sâu vào cái phần này. Rồi, như vậy là trong cái video này mình đã hướng dẫn cho các bạn xong các cái thiết lập cơ bản trong WordPress. Nếu các bạn thấy có bất cứ câu hỏi nào mà muốn hỏi mình thì các bạn có thể bình luận ngay bên dưới video này. Các bạn có thể bấm like và share để chia sẻ video này giúp mình. Hoặc là các bạn có thể bấm vào nút đăng ký kênh để đăng ký nhận những cái video mới nhất từ VTD Channel. Rồi, xin trân trọng kính chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.